Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Sống ở xã hội, chạy đua với thời gian, con người hầu như không có phút giây dành cho bản thân và dành cho Thiên Chúa. Cuộc sống thường ngày với biết bao tất bật, lo toan đã chiếm hết ngày sống của họ. Giây phút thinh lặng, hồi tâm hầu như không còn xuất hiện trong nhịp sống hôm nay. Từ đó, con người không còn thời gian để nhìn lại và phân định phần tốt nhất dành cho bản thân mình. Tin mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu đến thăm hai chị em Marta và Maria. Họ đã đón tiếp người một cách ân cần. Ta có thể thấy rằng việc làm của Marta rất tốt và chu đáo với Chúa Giêsu. Sự chu đáo của chị tốt, nhưng Chúa Giêsu muốn chị được phần tốt hơn, gác công việc sang một bên để đến gần bên Giêsu và chăm chú nghe lời người như cô em Maria đang làm. Hai chị em đều tiếp đón Chúa Giêsu nồng nhiệt, nhưng cách tiếp đón của hai chị em khác nhau. Việc chăm chú lắng nghe của Maria thể hiện sự đón tiếp Chúa Giêsu ở trong tâm hồn. Còn sự đón tiếp của Marta chỉ dừng lại ở bên ngoài, tất bật lo lắng phục vụ. Nhờ sự đón tiếp bằng tâm hồn, Maria được Chúa khen vì đã chọn phần tốt nhất. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy lựa chọn phần tốt nhất, đó chính là ngồi lại và lắng nghe lời Chúa. Đừng để công việc, sự đời chiếm hết thời gian bên Chúa, nhưng hãy biết ưu tiên việc quan trọng và cần thiết cho cuộc sống của mình. Lạy Chúa, cuộc sống duy hoạt động, ngày nay lắm lúc làm chúng con quên mất sự hiện diện của Chúa. Xin Ngài giúp chúng con phân định để biết lựa chọn phần tốt nhất cho bản thân mình. Và phần tốt nhất chính là đón tiếp Chúa bằng tâm hồn qua việc ngồi bên và lắng nghe lời Ngài. Amen. Con dâng lên Chúa nhân hiền.
Oh,